Xin bạn đã quay trở lại với channel Hậu Cáo nhá. Hiện tại thì mình đang ở chân cầu Cần Thơ anh em nhá. Có rất nhiều các bạn cũng bảo Hậu ơi câu cá đi. Hôm nay quyết định ra đây nguyên full buổi chiều câu cá cho em xem nhá. Hôm trước thì mình cũng có qua đây đấy anh em. Đó, đây là cái cầu Cần Thơ anh em ạ. Rất là dài luôn nhá. Và ngày hôm nay có một người bạn đồng hành nữa. Học lớp mấy rồi cô? Học lớp mấy rồi? Không học á? Bỏ học rồi à? Năm 23 tuổi rồi. 13 tuổi, nhà có mấy anh em? 3 anh em. Thế mấy anh em có đi học không? À, cu là bỏ học rồi, chắc là học không vào hay sao. Năm chùm một túi, rồi chỗ này chắc phải tầm hơn lít anh em ạ. Rất là nhiều đồ nha anh em. Và hôm nay tới muộn anh em ạ, chưa kịp làm gì hết thì cu em đã câu được khá nhiều chép vàng nha anh em. À, nãy nó câu cái con này, nó bỏ thả đi tại vì chép bé. Nhưng mà anh em xem đấy, con này cũng to chứ anh em. Nào, chép vàng nha anh em. Rồi, sau cái đấy là cái con này anh em xem này. Quấy, trời ơi chép vàng nha anh em. À, chép này về ăn hay về làm gì? Về ăn à, đó đây là con rô đồng nha anh em. Ở ngoài Cần Thơ đấy anh em, thực sự đi câu cá ngoài tự nhiên ấy thích lắm, tại vì người dân ở đây người ta thường phóng sinh cá, sau cái đó là ở cái vùng ấy sông nước rất là nhiều nha. Và ở đây anh em xem ấy, chiêu thật sự. Ngày hôm nay Hậu Cáo quyết định ra đây trổ tài câu cá em xem đấy. Hiện tại chưa câu, chưa làm gì hết, được 3 con nha anh em. Câu cá đây sướng thật anh em ạ, chứ không như ở miền Bắc mình tìm được cái rãnh nào câu phải mất phí các thứ mới được cá ấy. Mà không kiểu nhanh như này đâu, ở đây câu rất là nhanh. Chóc câu xong thôi mà tầm chiều chiều nhở. Bơi thích vai nhở. Rồi rung chuông phát luôn. Nhanh lắm anh em ạ. Lên chưa, không biết con này to. Anh em đợi chút nha anh em. Mình đang trông cái cần này. Đây cần này cú nó trông. Các bạn nó câu. Ui ui cá bé đấy. Cá gì đấy? Cá gì? Cá thác. Cá thác à? Con này đâm nhất. Đừng con này nó cắn đâu à? Nó đâm nhất cái ngặn của nó. À cầm xét xét đi. À được, thế em gỡ đi. Thế bảo cá này đâm vào nhức lắm. Nó kiểu nó có độc ấy. Kiểu cái ngạnh nó có độc. Nó nhỏ nhỏ này hay phết anh em nhỉ. Cá nhác à? Cá xét. À, cá trông lạ phết. Con này nó chỉ to cái này hay con nó còn to nữa? Nó gì nhờ. Con này ăn ngon không? Anh ăn hồi em cho em về. Nè. Tí anh em bỏ cái nướng ăn luôn. Sao bèo nó rung rinh ấy nhỉ? Chắc chuẩn đi qua lại. Này anh em xem này. Rung lắc mạnh mẽ lắm. Đẹp nhờ. Chỗ mình bây giờ nó bán con này chắc phải tầm 100.000 con to này mất. Nói chung là cái thời tiết ở trong Cần Thơ nó buồn cười lắm anh em ạ. Nó mưa một phát anh em nhá, xong tí lại nắng, xong rồi lại mưa. Chả hiểu sao nữa. Cái mùa này là mùa mưa nha anh em. Đó, hơi mát một chút nhưng mà thời tiết sắp mưa rồi. Đó. Đen xì trời luôn nha. Ở trong đây người ta nuôi vịt luôn nha anh em xem này. Hai con ngỗng rồi hai con vịt nha anh em, có cả vịt con nữa. Quay ở dưới cái lẻn nhà nuôi vịt đấy anh em. Đó, hay nhỉ. Lại mất rồi anh em ạ. Cái này không để ý một cái là mất ngay. À dính à. Ai xài, lại con cá như vừa giờ nữa, anh em xem này. À, đây. Để anh gỡ. Ờ. Ui trời ơi, con gì này? Cá he à? Ờ, anh em xem này. Lại thêm con nữa nha. Cá trông lạ phết nhỉ. Cá he à? Quấy. Phê chưa anh em? Trông đẹp nhờ. Ờ, trong đây có nhiều các loại cá lạ mình chả biết tên đâu. Đuôi đỏ nhanh ngay. Đó, đây gọi là cá he. Lại lên tiếp nha anh em. Rồi, đang trông cần này, cô em lại lên cá. Mất rồi. Vậy em có bắt được tôm như mấy cu nọ bắt không ạ? Trời ơi. Phê vãi nhờ. Từ từ, ra đây đi mò tôm nha anh em. Anh biết lặng không? Biết. Lặng như cái này có cái 12 cái ngục. Có cái gì? 12 cái ngục là cái gì? Cái giớn á. Cái giớn là cái gì? Cái đồ bắt cá. Ở đâu? Sâu không? Sâu không? Ở đại tiếng lặn. Tiếng lặn. Ngay chỗ này gì? Rồi. Thấy cây không? Không. Hụp xuống thử đi con mò mò.
ở bên chỗ này nè, có cái gốc cây nằm tuốt dưới. Đang bơi em nhá, phát hiện ra đây có cái túi cá, có định là xuống quay em sang. Ui ui tồn toàn đấy. Không, bóc này ra. Nó dồn, em dồn hết đây chưa? Hay chưa? Nhiều lắm anh em ạ. Cái này bị bục anh em nhá, có cả cua này. Từ từ, đánh lấy thì anh đựng đã. Xem có gì đựng đâu nhỉ? Thùng nào? Thùng này á? Anh em đợi chút nhá. Để mình lấy cái này. Nhưng mà cho vào túi đi, không cua chạy em ạ. Nhế. Chép giòn á. Chép giòn sao bé này được. Từ từ, bây giờ tổng kết xem nhá. Có rất nhiều loại cá mình chưa biết tên. Rồi, bây giờ cho em xem. Cứ bắt đi, cứ bắt cho ăn kia cũng được. Cá nhỏ nhỏ thả đi cũng được. Để anh quay đoạn xong thả đi cũng được. Mệt quá. Thế này lấy luôn cái này chứ. Hả? Lấy luôn. Lấy luôn, anh lấy không? Anh lấy làm gì? Anh có lấy được đâu. Đây, tôm nhanh nghe. Tôm to chưa? Từ từ. Anh em đợi chút mình cho trong đây đã. Rồi, thành quả đầu tiên con tôm càng xanh nhanh nghe. Đây cá nhỏ, tôi có thể thái được. Bé quá. Đây là chép giòn à? Chép giòn. Chép này anh em này. Con này bữa hôm em câu nè, sảy nó nè. Bị sảy đúng không? Thế bây giờ lại chui trong giọ. Còn mấy con nữa cơ. Cua đây. Cua đây, đây. Đây, đâu này này. Đây. Ui ui. Chê lại à? Thôi con này vất đi. Xả đi. Bé quá. Chê đây chỗ anh bán 3.000 một con giống ấy. Cá bống bự. Bống khổng lồ. Quay cho em xem con bống khổng lồ nha anh em. Lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy con cá bống nào to như vậy anh em ạ. Trời ơi. Nó to nó béo chứ anh em. Có trứng. Ui giời mất rồi. Tiếc quá. Còn có bống mini. Bống mini. Con to thì bắt được đấy, con nhỏ thì lại bắt được. Con to thì mất, con nhỏ bắt được nhanh nghe. Bình thường ấy cá bống chỉ to này thôi, con bây giờ con khổng lồ to hơn con chân cái mình nha. Em kéo này đặt cá chê. Hả? Đặt cái này lại hả? Đặt cá chê. Ok. Con tôm này cũng đứt rồi sao, bây giờ nó còn sống cho trong kia nó đứt luôn. Con tôm to quá. Đấy. Hôm nay bởi sinh tồn chỉ như vậy thôi, được cả cua nữa nha anh em. Đầy đủ hết không thiếu. Đó, càng tím luôn. Đúng, cá bống to quá mà đứt, phí thật anh em ạ. Để mình xem còn con gì nó xịn xịn nữa. Đấy, chép này. Gãy á? Vậy mắc vào đầu đấy. Nãy em giật à? Cái này về hạn được không? Gãy luôn cần anh em ạ. Tiếp tục thì bây giờ đặt vào trong cái cống này nha anh em. Rồi mai ngày kia ra gỡ xem có cá không. Đây, đợi anh mấy nó ra gỡ cá nhá. Tầm trưa, tầm 1-2 giờ anh ra anh gỡ. Là xem có không anh em ạ. Bây giờ cứ ỉm đây thôi. Mắc rồi. Không biết nó mắc cái gì ấy, hay cứ bắt đây thôi. Kéo căng anh nhá. Nặng quá. Ui. Ok. Này cứ bắt đây thôi, là tự nó chìm. Dính thêm 2 con nữa nha anh em. Xét bạc. Đang mải mê kéo lưới ấy, thì lại được 2 con này nữa. Anh em này. Đó. Ok. Đi vào đây xong lại cho đã. Nói chung cái cá hay phết nhỉ. Đấy đặt phát dính này. Thích thật. Mắc ở đâu? Coi chừng nó đâm á. Đấy anh bảo. Lấy chân. Ôi, đạp coi chừng nó đâm á. Không sợ. Đâm nhức chứ. Mắc giật luôn. Úi. Chiêu phết. Đang bơi lên được con cá nữa nha anh em. Trời ơi anh em xem này. Cái cá thì tên mất, quên mất tên rồi. Cá rảnh. Rồi. Chiêu thật sự nha. Ôi. Đang bơi anh em nhá. Thế là cá giật lại chạy về quay em xem. Rồi cho ăn bà đi. Trông lạ nhỉ. Hiện tại là mình đã leo lên rồi. Cho mấy cu nó câu dưới anh em. Hiện tại mình đang ngồi trên cái đọt dừa khá là cao nha anh em. Đó. Ngồi đây thực sự với anh em chiêu thật sự nha. Đúng. Như có cọc không? Nó kiểu đung đưa phết anh em ạ. Bây giờ làm cảnh chiêu chiêu anh em xem nhá. Từ từ. Rồi. Bây giờ làm quả phép quả chiêu anh em ạ. Sợ ốc cọc bên dưới lắm. Anh sợ ốc cọc lắm. Chắc gì? Xiên loài ruột nhá. Ok chưa? Rồi. Đây là chuyên mục lướng cua và lướng tép anh em ạ. Đấy cua ui ui.
cuộn rô đồng to chưa anh em ạ. Bây giờ anh em mình đi lướng cá ăn đi. Ok tất cả mọi người nhá, đó lướng một chút vậy thôi đó, làm con tôm càng xanh anh em này, củi đã cho chất sẵn ở đây rồi, khu vực gầm cầu nha anh em. Rồi ui dãy 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 vất luôn, vất luôn con cá chép to đùng anh em ạ. Đó nhưng mà sợ củi thì sợ ít ấy, quái quá nhỉ, quá nè quá nè, bỏ lên trên cái con khá to vậy. Con này có trứng nha anh em, lướng nguyên con luôn. Rồi anh em thấy buổi trải nghiệm của mình hôm nay ở trong Cần Thơ như nào, tuyệt vời chưa? À, câu cá lướng ăn luôn, bơi luôn anh em ạ, thích thật sự nhá. Cho anh con này á, ok đấy anh xin nhá. Họ đem về cho anh. Ờ, thế cu lại bảo cho mình mấy con này về ăn anh em ạ, thấy bộ cá này ngon lắm, để tối làm bát bún, bún riêu nhỉ? Này có xương nha. Cái này xương, cái này béo lắm. Con này béo lắm à? Rồi, mấy con này hợp lý nha anh em. Còn bây giờ thì chuẩn bị anh em mình ra lướng cá và ăn nha. Đi. Có cá vào chưa? Lên tìm. Ờ, chắc lên tí. Thôi xong. Rơi cáo anh em ạ. Thank you. Thank you, thank you. Rồi. Cất cái áo rồi, đang định cất đồ đấy anh em. Đang cơ bản là đang mưa rồi. Cất đồ vào trong cốp á, sau đó là tí rồi đang lướng cá nha anh em. Không biết có lướng chín không nữa tại vì thời tiết đang mưa. Nên là phải cần tốc độ ra đây di chuyển nữa. Xem còn tôm không? Nghi là mất tôm rồi anh em ạ. À đây đây đây, tôm chín rồi nha anh em. Ngon chưa? Rồi ăn ăn con này đi. Ăn đi, ăn đi, mấy đứa ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Thôi, ăn đi, ăn đi. chia ra mỗi người miếng nhỉ, béo nhỉ. Hôm qua cái mẹ tôm hôm qua mà lướng ăn thì đúng phê nhỉ. Hôm qua ăn dẻ sớm. À. Cá chết. Ấy, còn con chép to đúng nữa này. Đó. Con chép, ơi, chép chín rồi. Chưa chín trả bài qua đây. Ôi, gãy tay. Đây. Mời anh em nhá. Ăn ăn hết đi. Ăn đi. Ăn đi. Để. Em hãy nhường mình anh em ạ. Ngon lắm. Không còn gì để mất mát nữa rồi. Ngon đấy. Ăn ăn đi. Có trứng nha anh em. Ấy. Ôi ôi, lắm quá. Lắm quá. Trứng bự quá. Ui, ngon nhỉ. Ấy, trứng chưa chín. Không, ăn được. Thế này mới ngon. Ấy. À, đợi con cá chép nữa nha anh em. Cá chép khẳng định rất là nhiều trứng anh em ạ. Ngọt hết. Ngọt nhỉ. Ngọt sớt luôn. Ui nóng quá. À, 1, 2, 3. Rồi lên. Lên bờ nha anh em. Đi ra ra kia ngồi ăn đi. Còn con nào nữa không nhỉ? Hết rồi. Đừng làm gì. Đây anh đá được. Con tim muối này ngon. Ngọt nhỉ. Ngon vãi. Hãy xin chào lại cho anh em nha. Ngon quá. Hello anh em, hiện tại bây giờ mưa to quá anh em nhá, quyết định là té thôi. Chứ mưa này chuồn thôi anh em ạ, cũng muộn rồi. Hôm nay trải nghiệm ở gầm cầu thú vị phết anh em ạ. Về đi. Đi, mai đi săn chim nhá. Dạ. Ok. Nhưng mà sợ mưa thì chim nó cũng chúi. Mai mà không mưa là tiến hành đi săn chim anh em ạ. Chim dễ bắn. Chim dễ bắn à? Đâu nhà đâu anh Nai, mày thắng nhà luôn. Về nhá. Ok. Nói chung thì mưa quá anh em ạ. Ở đâu? Sao không? Ở chỗ nào? Anh đi về đường nào? Anh cứ đi về thôi nhưng mà nơi anh này. Thôi em đây đã không tới rồi. Về nhá. Ok.
Nói chung hôm nay đi chả sao nữa, may lại gặp cơn mưa, may lại gặp được tụi nhỏ nó quay video cho cũng vui phết anh em ạ. Đó, thì bây giờ phải chỉ là đi về anh em nhá. Chết rồi, gặp sét rồi anh em ạ. Và nếu các bạn cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào tất cả mọi người, bye bye. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình em nhá. Bye bye.